Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chất lượng và Cuộc sống. Chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất. Như thường lệ, mời quý vị theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cảnh báo nguy cơ ngộ độc nếu F0 lạm dụng vitamin thuốc bổ quá liều. Đề xuất người nhập cảnh không cần giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19. Bộ Công Thương kiến nghị giảm thuế 2.000 đồng mỗi lít xăng. Thành phố Hồ Chí Minh cho thuê mặt bằng đang phục hồi nhanh chóng. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, F0 dùng quá liều thuốc bổ, vitamin cùng lúc và kéo dài là hoàn toàn không cần thiết. Cần phải dùng đúng liều với sự tư vấn của bác sĩ để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường hợp F0 dùng thuốc bổ, vitamin kéo dài với hy vọng nâng cao sức đề kháng, nhanh khỏi bệnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng thì việc lạm dụng các loại vitamin có thể gây hại sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Thị Dung, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, vitamin cũng là thuốc, dùng đúng và hiệu quả sẽ tốt, dùng quá liều sẽ có hại. Do vậy, việc bổ sung vitamin và khoáng chất phải hết sức thận trọng vì chúng cũng có nhiều tác dụng phụ không mong muốn, giống như bất kỳ loại thuốc chữa bệnh nào. Vitamin, thuốc bổ khác không có tác dụng điều trị COVID-19 mà chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để tăng khả năng phòng bệnh. Với người đã mắc bệnh sẽ tăng khả năng hồi phục sau khi mắc bệnh. Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, việc bổ sung vitamin C quá liều sẽ dẫn tới các triệu chứng kích ứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Nếu bổ sung liều cao kéo dài có thể dẫn tới những hậu quả khác như ứ sắt, sỏi thận. Theo đó, bệnh nhân COVID-19 chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc chống chảy nước mũi và nghẹt mũi, nhiệt kế, máy đo SpO2. F0 tuyệt đối không tự ý dùng các thuốc kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, kháng virus mà phải có ý kiến của bác sĩ. Đặc biệt khi trẻ nhỏ mắc COVID-19, phụ huynh có xu hướng bổ sung dinh dưỡng giúp trẻ nâng cao thể lực. Tuy nhiên, các loại vitamin, thuốc bổ khi bị lạm dụng đều gây hại trực tiếp cho người sử dụng. Với trẻ nhỏ càng cần có sự cẩn trọng. Việc bổ sung vitamin, khoáng chất cần phải đúng liều và có sự tư vấn của bác sĩ để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc. Theo đó, thừa vitamin A có thể gây ngộ độc, làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến trẻ bị nôn nhiều, đau đầu, ảnh hưởng đến sự phát triển xương, có thể làm trẻ chậm lớn, rối loạn thần kinh. Vitamin A cũng có thể gây quái thai, vì vậy không nên dùng cho mẹ ngay trước khi thời kỳ mang thai, đặc biệt không nên dùng cho phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. Thừa vitamin B6 có thể dẫn tới viêm đa dây thần kinh, giảm trí nhớ và giảm tiết prolactin. Dùng vitamin C liều cao theo đường uống có thể gây viêm loét dạ dày tá tràng, tiêu chảy. Vitamin C liều cao làm phá hủy vitamin B12. Dư thừa vitamin D có thể gây chán ăn, mệt mỏi, nôn, dày màng xương, có trường hợp có thể bị thiểu năng, kém trí tuệ. Bổ sung vitamin D quá liều có thể gây suy thận và tử vong. Uống sắt kéo dài gây ra thừa sắt dẫn đến gan nhiễm sắt, tim nhiễm sắt dẫn đến suy tim, thừa kẽm dẫn đến biếng ăn, hạn chế hấp thụ sắt, nôn, rối loạn tiêu hóa. Uống vitamin E liều cao làm cạn kiệt dự trữ vitamin A. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có dự thảo lấy ý kiến về yêu cầu phòng chống dịch đối với người nhập cảnh. Cụ thể, người nhập cảnh Việt Nam không cần phải xác nhận đã tiêm vaccine phòng chống COVID hoặc đã khỏi COVID-19. Cụ thể, trong dự thảo về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế đề xuất xin ý kiến các cơ quan về việc người nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không không cần phải có xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc đã chứng nhận khỏi bệnh. Tuy nhiên, những người này cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ hoặc trong 24 giờ nếu test nhanh trước khi xuất cảnh về Việt Nam và được các cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Sau khi nhập cảnh, họ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã và đang lưu trú tại Việt Nam. Dự thảo mới cũng quy định đối với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường khác, nếu chưa có xét nghiệm âm tính thì phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 24 giờ đầu bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kể từ khi nhập cảnh. Nếu âm tính, du khách tiếp tục thực hiện biện pháp phòng dịch, nếu dương tính cần báo ngay cho cơ quan y tế để xử lý theo quy định. Ngoài các nội dung trên, dự thảo mới về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh cũng quy định không bắt buộc xét nghiệm đối với trẻ dưới 2 tuổi,
Trẻ lứa tuổi này chưa được tiêm hoặc chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 vẫn được tham gia các hoạt động ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ hoặc người thân. Theo Bộ Y tế, người nhập cảnh đều phải khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế trong suốt thời gian lưu trú tại Việt Nam. Các cửa khẩu nếu có bất kỳ trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, du khách cần báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu. Quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, người dân cần hạn chế dừng, đỗ dọc đường và phải thực hiện nghiêm 5K. Thưa quý vị, vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức cao hơn. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị giảm 2.000 đồng thuế môi trường đối với mỗi lít xăng, 1.000 đồng với dầu, gấp đôi mức đề xuất của Bộ Tài chính. Để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bảo đảm nguồn cung và chấp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương đề nghị tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về niêm yết, bán đúng giá niêm yết và thời gian đăng ký bán của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, Bộ Công Thương yêu cầu cần chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Đặc biệt, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định. Cũng liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, chiều ngày 9 tháng 3, Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức cao hơn tại dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Cụ thể, giảm 50% so với mức thuế bảo vệ môi trường hiện tại đang áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ etanol là 2.000 đồng trên 1 lít, đối với dầu diazen là 1.000 đồng trên 1 lít, đối với dầu hỏa là 500 đồng trên 1 lít, đối với dầu mazut là 1.000 đồng trên 1 kg, đối với dầu nhờn là 1.000 đồng trên 1 lít và đối với mỡ nhờn là 1.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị, bà Trần Phạm Phương Quyên, quản lý bộ phận cho thuê mặt bằng bán lẻ Saville thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều thương hiệu bán lẻ trong và ngoài nước liên tục cho ra mắt điểm bán mới với quy mô lên đến hàng nghìn mét vuông. Điều này hứa hẹn phục hồi và vực dậy sức sống của thị trường bán lẻ. Nhu cầu mở rộng chuỗi cửa hàng của các thương hiệu vẫn đang âm thầm diễn ra, kéo theo thị trường thuê bất động sản thương mại dần sôi động hơn. Hiện các mặt bằng tại quận trung tâm hoặc các trung tâm thương mại lớn nổi tiếng vẫn đang khan hiếm do nhiều lợi thế về quy mô, uy tín của chủ đầu tư và có một lượng khách hàng trung thành ổn định. Báo cáo mới công bố của Saville châu Á-Thái Bình Dương về thị trường bán lẻ đánh giá Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có thị trường bán lẻ tại các thành phố lớn phục hồi nhanh nhất. Trong khi các thị trường lớn như Singapore, Hồng Kông, Seoul, Tokyo vẫn tiếp tục sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm 2021, thì các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức tăng trưởng giá thuê khoảng 0,5-13%. Theo đại diện bộ phận thuê mặt bằng của một chuỗi bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở thành phố có nhiều mặt bằng cho doanh nghiệp lựa chọn, mức giá giảm 10-15% so với trước dịch. So với các mặt bằng có diện tích tương đối lớn, vị trí đẹp và giá thuê phù hợp, thời điểm này không dễ để chốt đơn. Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Retail cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp thuê mặt bằng trong các trung tâm thương mại thời điểm thị trường chưa phục hồi như hiện nay, các chủ đầu tư có thể gia hạn thời gian thanh toán để giúp doanh nghiệp có thời gian thở về tài chính hoặc có thể chuyển đổi sang hình thức chia sẻ doanh thu như các quốc gia trên thế giới đã thực hiện. Theo ông Bình, đối với hình thức chia sẻ doanh thu, các khách thuê sẽ chia sẻ 10-25% doanh thu tùy theo mặt hàng kinh doanh đối với chủ đầu tư, thay vì trả 100% như hiện nay. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có một số trung tâm thương mại áp dụng hình thức này. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0243 574 7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!